Hello, em xin chào tất cả các chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các chị yêu về một cái dòng sản phẩm nước hoa siêu thơm, siêu quyến rũ cũng như là giúp cho chị em của chúng ta được tự tin hơn, và đặc biệt là nó sẽ lưu hương trên cái cơ thể, trên cái mùi hương của ta rất là lâu. Thì đây, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng sản phẩm nước hoa Kush Woman. Đây là một cái dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ những cái người phụ nữ táo bạo thanh lịch, những người yêu thích sự tự do thì sử dụng cái dòng sản phẩm này rất là thích hợp. Mùi hương cam quýt của cái dòng sản phẩm này rất hấp dẫn và cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Những cái bông hoa mang lại sự nữ tính và thanh lịch, hương thơm vẫn có điểm là nhấn của gỗ và mang đến một cái hương thơm cá tính và đầy gợi cảm. Cái dòng sản phẩm này thì cái hương thơm đặc trưng của nó là cam và bergamot, hương giữa là hoa nhài và hoa hồng, và hương cuối là cỏ vetiver và xạ hương và vani. Được xuất xứ từ Pháp, và cái dòng sản phẩm này á, mấy chị mua ngoài thị trường á, giá thì tầm 500-600 thôi, nhưng mà bên em phân phối giá sỉ thì rẻ hơn, hầu như là hơn một nửa dòng sản phẩm này với cái giá trị hiện tại bên ngoài, nên mọi người cứ yên tâm nha. Đây là một cái dòng sản phẩm nước hoa chính hãng chuẩn 100%. Đó, cái dòng sản phẩm này là hàng chuẩn của Pháp. Khi mà mấy chị sở hữu được cái em mùi hương này, em cam kết nó sẽ còn hot hơn những cái dòng sản phẩm nước hoa cùng loại, đó là hãng Soudili hoặc là những cái dòng sản phẩm của hãng Choicet. Thì đây là một cái dòng sản phẩm khá là thơm, và cũng như là cái dòng sản phẩm này là Made in France. Đây là dòng sản phẩm chính hãng của Pháp 100%. Khi mà mấy chị sở hữu cái em này thì cực kỳ thích, dành cho những cô nàng thích cá tính, là thích gọi là tự tin nè, rồi thích tự do độc lập, hoặc là thích cái mùi hương nó sang cảnh, dịu nhẹ, và đặc biệt là nó có rất là nhiều tầng hương, đó làm cho chúng ta được tự tin hơn, cũng như là lưu giữ cái mùi hương cũng khá là lâu trên cơ thể. Nếu mà mấy chị xịt lên cơ thể á, thì mùi hương của nó sẽ lưu giữ là từ 5 đến 10 tiếng đồng hồ. Còn đối với những chị mà xịt vào quần áo thì có thể là lưu hương tới 1 tuần đến 10 ngày. Rất là thơm. Và đặc biệt là cái chai sản phẩm này, ở phía bên dưới thì nó có in đầy đủ các thông tin của sản phẩm, cũng như là cái mẻ solo của dòng sản phẩm này. Đầy đủ, và một cái chai bự như thế này nè, mà giá chỉ có vài trăm thôi nên rất là mềm. Và bên em là cam kết hàng, bên em là chuẩn chính hãng 100% cho tất cả các chị yêu, đem lại niềm tin, uy tín cũng như là chất lượng cho từng sản phẩm cho tất cả các chị. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm này có thể là dùng cho nữ hoặc là dùng cho nam, tùy mình thích. Nếu nam giới mà thích cái mùi nó dịu nhẹ, sang trọng, quyến rũ thì cũng có thể là sử dụng cái em này nha. Đây là dòng sản phẩm rất là được rất là nhiều chị em thu hút, hấp dẫn, cũng là một cái dòng sản phẩm rất là ý nghĩa, cũng như là rất là ý nghĩa, cũng như là khi mà mấy chị nhận được cái món quà trong những cái ngày lễ, trong những cái dịp gì đó thì nó cũng khá là vui, và đặc biệt là rất là hạnh phúc khi mà sở hữu cái em này nha. Kush Woman, đây là một cái dòng sản phẩm tất cả các chị yêu nên có để giúp mấy chị được tự tin nè, giúp mấy chị sẽ có một mùi hương quyến rũ và đầy tự tin, độc lập, cảm thấy là mình cảm thấy rất là mạnh mẽ và độc lập hơn. Đây, mọi người thấy không? Ở phía trên cái dòng sản phẩm cái nắp này nó có chữ NB nè. Nó in luôn nha, mọi người gọi là nó khắc luôn. Đó. Khi mà mấy chị sử dụng cái dòng sản phẩm này á, lắc đều nhẹ này nè, xịt lên da tay nè, xịt lên cổ nè, hoặc là xịt sâu nè, đó. Thì nó sẽ giúp cho mùi hương của mấy chị sẽ được lâu hơn, và đặc biệt là cái mùi này á, cái mùi hương nó khá là thơm luôn nha mọi người. Nó thơm một cách dịu nhẹ và rất là dễ chịu, nó không làm cho chúng ta phải khó chịu, hoặc là làm cho chúng ta phải là, đối với những cái mùi hương nó nặng quá thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu và rất là đau đầu. Nhưng mà riêng về cái em mùi hương này, em cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho tất cả các chị yêu. Mùi hương nó cực kỳ dịu nhẹ, cực kỳ phù hợp với tất cả các chị yêu nha. Đặc biệt mùi hương thơm nhẹ và với nhiều tầng hương khác nhau thì làm cho chúng ta sẽ được tự tin hơn cả ngày nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video bên em. Chị nào mà muốn mua dòng sản phẩm nước hoa này á, chính hãng của Pháp này á, thì nhanh tay liên hệ em qua số điện thoại hotline là 0355 838 057, hoặc là mọi người có thể là liên hệ qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lít chuyên sĩ mỹ phẩm, hoặc là qua cái trang Zalo bên em là mỹ phẩm chính hãng, qua cái trang Bayer của bên em là mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng, hoặc là kem tím Shop Bát Cứng đều được nha. Còn mấy chị mà có Zalo ấy thì có thể là inbox cho em qua cái Zalo số điện thoại là 0933 766 739, hoặc là qua cái số Zalo thứ hai là 0773339279 là được đặt hàng nha. Luôn luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng 100% cho tất cả các chị yêu, và đây là một cái dòng sản phẩm khá là chất lượng và khá là ấn tượng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn thành công, và nhớ mua cái dòng sản phẩm nước hoa này có tên gọi là Kush Woman. Đây là dòng sản phẩm nước hoa phụ nữ nha mọi người, rất là thơm và cực kỳ cá tính luôn. Cảm ơn mọi người. Bye bye.